Đâu? Con đang ăn cái gì đấy? Ăn chậu xanh. Cho bố xin miếng. Không. Tại sao? Con không thích. Sao không thích? Cho bố xin một miếng. Tiền để bố tôi chơi. Tôi không. Cái gì hả Vi? Tiền đâu? Trong đấy để làm gì? Cả bốn người trò chơi. Một đồ chơi cho ai? Hobby. Mua đồ chơi cho ai? Con quay bốn. Đấy, bố đang quay con đấy. Con quay bốn. Bố đang quay con rồi thấy. Thế con chào các bạn đi. Chào các bạn. Tớ tên là gì? Thưa ông. Cái gì Thiên Ân? Nguyễn Đức Thiên Bi. Nguyễn Đức Thiên Ân. Con bỏ vào chỗ thùng rác đi. Hoan hô, giỏi quá. Ừ, đúng rồi, để đấy. Rồi rồi, đéo phải bố.